Người dân. Sau đó thì rắn đã bước nói tiếng người, vẫn dạy người dân cách làm nhà sàn, chăn nuôi và trồng trọt. Thì sau này trong cái thời điểm đó, khi con gái vua Thủy Tề bị vua cha ép gả cho thường luồng Ba Bang, thì nàng đã trốn vua cha ngược dòng sông Mã, lên đến vùng đất này thì gặp được chàng rắn. Vùng đất rất là yên bình, hai người đem lòng yêu nhau. Vua Thủy Tề sai thủ lĩnh Ba Bang đưa quân đi mở rộng đất gặp không bắc nơi đây để hòng cướp mà về để chốt giận của bà con của dân nơi đây. Tuy nhiên chàng rắn nằm hòa lên bình đồng ba nó chiến đấu với thủ lĩnh Ba Bang bảo vệ người dân và người yêu của mình. Nhưng mà sau đó thì chàng rắn phải hy sinh bên chân núi Trường Sinh để được người dân cất lập đền thờ và hàng năm là dân hương tưởng nhớ vào ngày 18 tháng 10. Loài cặt dốc, tức là cái anh kêu bảo là cả loài cặt dốc. Người dân biết rằng cá đây chính là những thần binh đã tham gia trận chiến từ khi lập làng lập bản đã tồn tại đây rồi. Thì khi xưa các bác đến đây thì phải đi bò, rồi sau đó thì 2005 thì mới có cầu treo, mới đây 2 năm mới có cầu bê tông. Tức là đời sống của người dân rất là khó khăn ở đây như một cái ốc đảo vậy. Tuy nhiên tại sao bà con vẫn gìn giữ được cái dòng suối này? Bà con vẫn luôn tin tưởng rằng cá đây nó những cái vị cá thần đem cái sự may mắn, ổn định cho người dân ở đây. Nên bà con không ai dám đánh bắt cả. Và khu vực trên đầu nguồn từ đây trở lên đó là nơi sử dụng làm nước sinh hoạt, nước sạch đấy. Bà con không tắm rửa đây, thì tắm rửa khu vực từ cái cổng tre khi này có thùng thủy xuống vậy. Đây sẽ là nước sinh hoạt. Và xin mời các bác chúng ta tiếp tục lên khu vực đầu nguồn, tức là đầu phát của dòng suối này. Ở khu vực cái đầu nguồn này được gọi là cái bến nước. Các bác mà có mặt ở đây vào cái đêm 30 Tết ấy, thời khắc giao thừa đấy, khoảng thời khắc giao thừa là người dân bản họ bỏ chiêng cùng nhau ra cái khu vực đầu nguồn để lấy nước đầu của năm mới luôn đấy. Thời khắc giao thừa để mang về thờ cúng thắp hương tổ tiên. Có cái nguồn nước ở trên này này. Em ơi, cái giống cá này là cá gì? À, cá này là cá dấp, được họ nhà chép có trong sách đỏ Việt Nam thuộc diện bảo vệ cấp 5.